Lớp 3. Gì đó, lạnh lẽo quá, làm cái xèo xèo đây, mới có leo nhèo ha, Mia leo nhèo nè, hai đi. Hai. Hai. Bỏ bò, bò tao đá hay đó. Nhỏ nhỏ xuống, ừ, để tức thôi, đất ăn như mình nhúng như rồi bỏ ra đó, được ha. Nước bia đây là vừa. Đất đây, chín không không? Hả? Hai chai xem. What are you doing, bro? Đây 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 đây, thi giữ nè. Chủ nhà. Hai cả nhà. Mở mở dùng cái chai dầu đó, đổ vô trong miếng nữa. Chả cá gì? Chả cá phải là nãy lấy cái bịch kia kìa hâu được. Cái bịch bún đồ á. Biết, tôi không biết. Tại thấy ít quá. Đâu mà mày hay. Người ta lúc là người ta chỉ ăn ăn 12-15 người, ông chỉ ăn có 5 người là ít. Ông làm cục dày quá. Hả? À, mời anh em ơi. Thì sao? Máu chảy vì tim. Kiếm đại ca mà đại ca. Lúc này còn nhúng vô lẩu rồi im luôn á. Thằng mập này nó lừa tình. Ta có cái này rồi cái món kia đâu không ai giúp cô. Nó để ngày mai nó mới ăn kịp. Bây giờ nó không kịp. Chị Phú ngày nay nó kẹo quá. Chị Phú này biết kẹo à. Muộn à. Muộn. Làm gì? Là làm cái lẩu tôm gì của nó quấn kim chi rồi nhúng vô ngượng cục cục rồi gọi là anh ta thôi đó mai nó ăn kịp giờ không làm kịp muộn rồi Út ơi con dao trời ơi mất mẹ cái đầu này gì mình cứ luộc lên mình luộc lên luộc lên nó bỏ ra này. What? What you want? Xanh gì mà xanh? Lạnh mà. Lạnh lắm. Lạnh. Còn sao lạnh hết ta? Đợi tôi cho mặt nó qua nha. Lạnh luôn nha. Ok. Yes mà đòi tiếp luôn. Cái ngon. Bao ngon. Chín hết rồi. Chôm chín vào đấy đi. Ủa nó chín không? Ngon. Khô nhát à. Nè, cà lập chín rồi nè. Bây giờ bao giờ cái ngồi dí quá trời, hôm nay nâu lên rồi. Cắn hả? Tôi biết. Thưa. Ngắm cái chua. Mày đây ca. Ra còn xa hả? Nè, để móc quên. Để bóc chứ. Chua. Say hi, my friend. Hello. Cái thằng mập này. Ngoài. Úi trời ơi, lạnh. Rót người đó. Bà sù gái không có, chỉ có bánh tráng này là phải là dùng vuông nè. Bây giờ nó tan ta. Bỏ rồi, thôi, bước bây giờ. Hả? Tôi có thể nó mua lửa hộ rồi.
cái này phải ấy rồi, để bỏ vô chảo thì lại vừa thay cho cái đồ nước này cũng bỏ đi các bạn. Tôi nói này là đi sao đâu là gió bão đi bà nổ hả? Tính tình tới đi câu à? Xuống hào quá, anh tàu phê vũ đừng đó đi xuống đi chơi đi kem luôn. Năm chai đó, năm nay luôn 10 chai đó. Đỏ đầu rồi, đỏ đầu. Đỏ chán. Rồi đấy. Này muốn lùm máu rồi. Con quẹt ơi, một anh em tha mất quẹt. Lùm lùm tứ, mất cái quẹt rồi. Rồi, làm màu đi vậy. Bệnh tử ở nhà là màu chứ. Đâu bên nhà ông nậu nè, không có chạy qua đây. Nhìn nậu về chưa? Nậu ở đâu? Chưa có chạy qua đây đâu. Nghe nè, chưa? Ừ, tôi mới chế à. Đó là cái tắm rồi, quay lật dao luôn. Phụ lắm. Chú vàng cũng chỉ làm ơi. Đi qua đây. Lắc. Trời ơi, qua đây tôi chỉ cho bài cuốn nè. Đây. Lâu người ta mới nhậu một lần, ủa scallop đâu bỏ cả đời. Bị đông đá, bỏ sáng nhậu ra đông đá. Scallops are from the clam, like a shell. Cái meat was scallop, no? I thought scallops were from fish, but they're actually... No, this is like, giống con em, con shell. I thought they were fish, but they're not. Cái chợ này nó hết sale rồi, không có sale nhiều lắm mà nay nó bán mắc quá. Mình cậu đi mua tôm nè. Nó bán con bịch này có 6 đồng mấy à, bự đã lắm. Mà nay nó lên tới là mấy 20 đồng, nó hết tiền à. Mập nó ăn nhiều quá mà nó không đưa tiền. Mày bơ hỏng nhà chính nè, mày bơ. Nó đừng để chín quá, chín quá không ngon đâu. Chín quá nó treo vỡ hết à. Ăn cái này nhiều quá không tốt, ăn đồ nướng này nhiều quá bị suy thận. Mất phước. Ủa cái chua này luôn, cái cổ. Mình mất phước. Không bạn không đi hả? Thôi. Chưa. Đá không đi hả? Vô bay. Mời đây ca. Bấm mới vô nội đi. Dừng năm rồi kìa. Để cá nè. How are you? Good. Oh. Hello. Được rồi, làm cái gì hả? Chục chai rồi. Được. Tại ghế luôn, ghế ngồi bên bạn. Quá. Hai con. Hai nồi mua này. Ngày nay nghỉ đi khám bác sĩ. Bác sĩ bệnh gì mà khám? Anh khám anh bị nhức, không nhức đây nè, từ sợ rút đó. Có quay cái này nướng này đẹp nè, cái này mà có cái trắng lẩu nhúng cái thôi. Dạ, nướng gì? Nướng kim chi hay đầu gà? Này là ăn gì ghê chưa? Nướng gì ngồi vậy? Tiết đó. Đây nó quá. Cái này giữa mình bỏ lên cái lẩu được à? Ờ cái này nè. Ó. Nhìn giống lụm mũi heo không? Còn cái này giữa bỏ lên cái xào heo được không? Sao cũng được, này đâu cần giữa đâu. Phải không? Nè, giữa ông nội yếu yếu này. Cái này cô lông á, nó không giữa. Thôi, chúng mua miếng nước đi má, làm biếng nữa. Trời, chốt nè. Dạ, giữa lắm đâu.
không? Dỡ đi, bỏ ăn thử miếng lên ăn lẩu rồi. Bỏ ăn sạch ra không? Không, bỏ này đi. Ra đây mình bỏ ra ngay luôn à. Ê. Nắm à, nắm ha. Nắm nắm gì nắm? Nắm núm cô lông. Núm cô lông. Núm cô lông. Núm cô lông. Nắm nắm cô lông. Phải quát thêm miếng bê cành nữa mới được. Muốn biết phải hỏi dọn chữa bệnh với cô lông như thế nào chứ đâu mà cỡ ra thấy mặt ớn đây ngu như quá điểm nguyệt để đó ngồi con chơi vậy trên đầu này có ba ngu á là biết nào một như quá hai nữa là lưu bình dương lưu bình thằng như lễ lưu bình lưu bình lưu bình mẹ mày chạy chạy thi đấu cả mà không? Đó ba nữa là biết gì không? Lương Xuân Bá Lương Xuân Bá chú bên lại hồi xưa rồi đó phong cách anh ngồi gần nửa bên làm như cái hơi giống cái mà không biết không đâu ra như quân tử bây giờ nó mới học máu đó ngủ trong phòng á cái hơi vậy mà nghĩ nhiều với cái chuyện cũng bực mình ngủ mấy cái có hai đứa ở trong rừng cái chồi vậy hả mà để đợi đi đổ chặn rồi mới về đồng phòng trời ơi đổ mẹ dựng nổi không gặp rồi đó vố trời đất ơi máu trắng hậu nó lên vùng vùng rồi ông mẹ đỡ đổ chạm hồi xưa tao quân tử ông mấy bác rằng nên là giờ tôi nói thật hay không phải cho động phòng trước đi rồi đặng tao mới đổ chạm ông mẹ nói giờ tao dương lễ hả dương lễ là tao ngồi hoài đó rồi đem cái như là cô là nhung quá mà nhục nhã chứ nhung quá thiệt điểm nguyện để ra coi chơi à đem ra bắt đầu ghi vô lịch sử là ta là đây giỏi thông minh rồi là ngu lan chức nữ rồi luôn Romeo gì chua lét vậy đó chua lét vậy đó mẹ phán mà nó coi cũng đảo rồi đây kia nó lưỡng vô đảo nó ngồi coi quá dài bắt đầu ghi vô lịch sử thôi 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 quá vậy viết ngu quá ngu bằng hành ngon lắm đó. Hai bữa tắm không hành ngon lắm. Nếp hành đây, nếp hành ăn ngon á. Đấy nè. Mấy người đó thật là thông minh. Thiệt mấy người đó thông minh để chứ. Nó chết mẹ giá rồi. Hành ngon lắm. Hành lắm. Ngu lan chức nữ cũng thông minh vậy. Nói đó thông minh. Ai mà đỡ ơi, trời ơi vậy. Cô Long rồi nè. Cô Long đúng không á? Cô Long nè. Ai chứ đâu có nói là mình mười mấy heo. Đâu có nó làm cái gì ngán, mình thấy cô làm ngán. Có mối heo đủ ha. Thao vô. Anh Dèo lấy ghế anh Dèo. Hả? Ôi, tôi đang nướng. Bác sĩ nó gọi nó tới mày ăn mấy cái này bị ấy á anh á. Nó mới gọi lại nãy rồi. Nó gọi lại. Nó nói được cô Long ăn được. Lạ lạ lên liền. Đấy nè, bẻ lại. Cái này tắt ra. Hai. Sao quá vui. Cái này mắm với bê cành ha. Măng kỳ nát đâu đem qua. Có kìa, măng kỳ nát ngoài xe rồi cô nắm. Chồng mà đang lai chuyện mày kêu nó nói măng kỳ nát thằng tiếc tình. Nói mà nghe ai hiểu hiểu ai biết. Tiếng ai hiểu nữa. Cái này là như vô nắm cái nó. Em nãy ra. Chứ hồi nãy bẻ được. Hả tắt. Mực hơi ghê nè. Ở đứa ơi. Chính anh ba gấp cho bên kia đi. Mũi heo, mũi heo. Nó chính hơi quen quá rồi. Mũi heo á. Rồi đứa rồi. Cái này phải cắt mỏng mỏng ghê ngon lắm á. Lấy ghê. Em đứng về ăn được. Ừ, xé nó dai. Thôi đứng dậy, đứng ăn ngon. Thôi ăn đứng ăn bánh thì đây đâu mà. Chút xin lên chút đi tới bả dọn lại. Ủa bánh gì nó lạ vậy? Bà mua cái lẩu ba con gái không có thì cơ lẩu này đâu rồi. Tới vuông 14 con gái. Đây nè, có đây nè. Chân tươi. 4 con gái. Úp rồi. Úp sao đi. Úp. Dục luôn. Ủa còn hả? Phấn khởi anh em. Chắc hết cả luôn hả? Chắc hết luôn hả? Hết luôn hả? Thật tình luôn hả? Khỏi nước nè. Trời ơi, còn hai trái hả? Không, nhiều hơn kia còn nè. Măng kỳ nát. Măng kỳ nát, cắt đi. Măng kỳ nát. Để trái đi, đưa trái.
con dao con kia mà có cho là nè cho mà nó chấm ấy tối thở phân khởi ít thôi tái tái là được rồi đừng cho chín quá một lòng tốt. Đây, mai cô năm nha. Mai cô năm qua nhà tám nha. Cảm ơn được rồi đó. Chín quá không, không ăn đâu. Dài lắm. Ồ, chưa chưa còn miếng kia miếng đỏ đỏ. Đi về. Còn đỏ nữa đỏ. Đâu chúng về. Còn các cái phít chúng là 5 tới giờ đi 7 8 giờ về, 8 giờ. Bao nhiêu ra? Cá đâu nó lầu. Ở nhà mình còn một bánh xèo không mày? Còn. Bắt về mày quậy. Hả? Đại ra ông đậu đại ra. Xong rồi, ông đi ra, ông cao máu rồi. Đúng rồi. Nó có đề này luôn. Hồi nãy nhí nó báo trước rồi. Tối giờ mày bỏ nó, cái nó nó bắt đề em. Cái nước nó bún mày. Bún cá chiên gan và nấu. Trời ơi, học rồi à. Đậu bảo có xiên bét không được đâu nhưng mà nấu đại. Nấu cá. Cá cá hồi. Có đồ chai hả? Nè, làm chai hả? Chai. 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 Lá này ăn mày không? Ủa anh má này chín trên ba. Chín ơi, chín ơi. Chín đó. Mềm ơi. Mềm ơi. Không làm cho. Ăn cù lông rồi. Chai ra nè, làm nhà ăn á. Nè, bỏ nè. Không, bỏ. Được rồi, được rồi, được rồi. Chín mặn mướn, đâu có thật đâu. Hả? Tôm. Tôm không hạnh phúc quá, bỏ tôm vô, tôm nguội vô, bỏ tôm vô. Đúng như thế này, thiếu dán này kia. Để cho tấp nữ hớp miếng này cho nó cho dễ tiêu. Kêu. Ủa mấy ông mày? Không, mày không có bệnh. Uống ghê, uống cả bàn. Giờ miếng uống tốt, uống cả bàn. Ủa, mấy viên kim non đâu hết vậy? Trời. 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 Đấy hả? Kiều quá. Có gà bà bị bác sĩ về thì giúp máu vào bà bạn. Anh năm bữa nay đi bác sĩ rồi. Anh nó cũng hút anh lên trước rồi. Anh nó có uống lên cho nó lấy máu rồi nè. Ba em nói ông ba gì ba tốt của anh đi. Ba tốt bà nữa. Ba tốt. Nè, cô Long cũng mập nè. Rồi cô Long là giống cá si bé quá đó. Nó mập bóng á. Thử cái nấm kia ngon không chị? Cô Năm qua đây cuốn rồi cô Năm. Bỏ vô đó vậy. Thử bắt với chị Tư hả? Nó đưa hai cái nấm. Phải bỏ vô đó. Quốc cái nấm rồi nè. Nó vô nó thử huyết áp. Nó bớt vô lần đầu lên 104. Cô Năm cũng như nấm nè. Hả? 7 mượn ly 7 hả? Bỏ chai hả? Đo xong rồi nó mới. Nó đảo nó đi ăn bơm thôi. Bắt gì đâu. Mà lát cái sao nó đo 102 cái còn 103. Nó đổ nữa, còn 102 à. Uống với chả cá kìa. Trời. Máy là như máy bị hư rồi gì, máy cũ rồi gì. Chính còn không hả? Chính chính. Hả? Còn quay không hả? Không. Kỳ lắm à. Thấy không, cái máy người ta đo lần một thôi. Mai là kỳ cuốn cũng thứ ba đó. Cuốn anh. Lỡ rồi phải bự lên. Cá, cá hay kỳ. Một đó. Nói cả cái tiền ngàn rưỡi la quá trời luôn. Mà cứu cứu nhỏ lại đi. Ông đừng có cứ lại lỗi lòng. Còn thiếu gì nữa không? Trời ơi nó bây giờ mày cuốn lại. Nó sao nó giờ mày cuốn lại nó banh cành luôn mà bây giờ mà thiếu không bởi bỏ cái xoài vô. Nói chuyện của người ta. Ba nhìn hoài luôn. Rất nhìn ra. Lại nhìn ra. Trời ơi. Mắm niêm hả? Hay hay.
bỏ cái đùi lăn cái nữa. Ồ nó mắm niêm à? À cái gì nữa? Quá ba mình còn nè. Cái mắm ấm, mắm chó. Trời bữa này ghê lắm ạ. Chúng ta cuốn ra cái này đây, cứu quá. Cái này đúng là cái gì đây? Cô Lâm đúng rồi, thử món đó đúng rồi. Trời nãy giờ bà không chịu, bà mới tí. Lion Mushroom. Lion Mushroom. Cô ta bà Lion, Lion đó. Núp sư tử. Lion Head. Lion Head. Head, Head. Nè, bà thấy nó nổ rồi nè, thấy không? Gặp tôi rồi tôi đi. Trời ơi bà Tám. Ôi trời ơi. Đất cơ là ba cái nữa mới chọn vô. Bữa hôm đó ba con gái mà nó không có bánh vuông. Anh kiếm sao chứ tao. Không có. Ừ, lẹ lưỡi cho ta liếm lại nó ướt ướt. Quá, Tám là làm ăn hư quá. Quay quay vô. Dạ, cho chị gọi chị ba, chú chết. Quay vô nhắc. Gọi đây, nãy em đi với anh ba chị em đi thôi, biết đâu. Nè, tôm là kẹp vô mới được đó. Có đó mà. Ngày mai chị đi làm hả? Chị bò à, lấy chị bò á, mua bò á. Mai kêu bà ba qua phụ với bà Táo hả? Bò làm bơ ngon mà kỹ thôi, thiệt tình, qua Mỹ không ăn bò thôi vua. Chả cá đậy vị chả cá lờ chả cá dưới kìa, cái tô chả cá nè, cá nè, đứng nè. Cá nè, tô nè. Đây có nè. Ba trời tướng à. Lúc rồi. Nếu mà nằm nằm đó giờ ta nói là không ăn phải chịu lắm không có chấm nó bay luôn. Con phước dữ lắm. Ăn mà chơi là cái xong nó bay là có phước. Bán nhà gửi tiền vô trong coi nhà luôn chứ coi nhà luôn chứ coi nhà luôn. Rồi nhé. Kiếm. Thầy đang bụng kinh dưỡng tới thầy con còn chiếc xe ăn cái tài luôn. Năm cái bò năm. Ẩu nữa. Bỏ đi ăn đi ẩu. Cái đó là chuyện của người ta. Chính là đó chuyện cái để cho ba nó không ngon. Ẩu nữa. Nè bò nè. Ồ bò hơi ngon. Mạnh lên đi. Mạnh chứ làm ăn bò. Đó. Mới lấy máu mà. Ăn bò vô cho nó ấy rồi nè. Ba ba bốn ống luôn phải không? Hả? Ừ. Lấy gì chết thì lấy bông bóng dữ. Giờ nó có đi chụp hình với hắn không? Anh chụp rồi luôn hả? Giờ nói vậy. Chưa, nó đợi chú bà nó gửi về. Nó cắm không kêu dở lên. Dở lên là có bầu. Ngồi ha. Từ giờ đàn ông vậy đó. Đàn bà cắm không kêu dở lên. Không nói giờ đàn ông cắm không kêu dở lên. Dở lên có bầu. Nó đâu có chụp ai đâu. Vô dùng đó đó. Chụp chồng là xin thấy các xác này. Làm hẹn cho đi mổ luôn. Trời ơi, cái cục nó. Chợ cái nữa quá. Có đâu. Địa phước cái đó là bụng gì? Dựa không được. Con xe. Rồi nó bể mẹ rồi ông nội ơi. Bể rồi, bể rồi. Người ta ăn chơi Việt Nam vậy ăn liền. Không, tỷ phước cái này vừa mộng không tỷ phước. Mộng vừa quá căng đứt á. Được, cái này nó mộng xé nè. Cái này cũng cắn cái này siêu mỏng thì ông nội cắn cái gốc lên chứ đừng cắn cái ngọn. Việt Nam người ta chỉ lăn qua là ta ăn liền kiểu như là ăn cấp độ á. Này kiểu về không xong rồi. Rồi xong rồi nó bể mẹ anh ơi. Nắng nắng lại nắng lại nắng lại là chốt làm cái rồi thôi. Thầy cứu mình đi đủ báo luôn á. Ok đây em hả? À? Còn gái nào có, đại có cái tròn không à? Còn cái sáu mà ba bốn trái mà da như vậy. Ừ, ngon cái bánh này ăn dễ ăn nhé. Ngon nhé. Anh này dễ cuốn quá chứ. Hơi bánh nhám lại nè. Cuốn mì cuốn sao cuốn mỏng dày cuốn gì? Nhà cho em miếng nữa coi. Ừ. Ăn không hay hay. Thịt không ăn gan bánh tráng nó mới hay nè. Hay hay bánh tráng hay hay chứ. Cắn cái mập. Đồ này mẹ mới cắn gì còn bỏ vô miệng của tao á. Đây này, này gọi là áo của cô Long. Mỏng bả lễ này thèm món gì không bả? Mặt cười quá à. Bà già thèm bà với bà ba nuôi heo thành tiền để mai nuôi heo hả bà? Hồi xưa là sao trẻ học tử kia hả? Cái gió chở chờ thành chứ không thèm gió thành tiền ngộ rồi. Cái gì cũng phải có muối, không muối nó hư. Ta không cuốn đi cho ăn vậy nè trời ơi. Ừ. Ăn cũng hay hay á. Dân gì ngộ quá. Trời ơi ta ăn miếng không kêu cuốn nguyên giò luôn nè. Ta ăn
ăn con xé thì miếng ông chân không gọi ông cũng luôn nó cũng mềm mà chẳng cướp nhau nó tự lát mềm rồi chưa kiếm thịt cuốn gần chết dạ dạ không vũ nhí là ăn phụ nhí nó khoái ăn trời ơi kiếm mé nó đang sắp nhà chẳng á không có nãy là chạy ra vậy lù đạn nó coi trẻ lù đạn ủa mẹ nó bệnh quá xe cọc sắt đồ nó mới về cái chát trốn về đó hả trốn về những chứ anh em nhà đây là sao cũng nói những khu ngầm hốc nghe lại cho nóng nóng lên tí hay là cái mới anh đi thầm ra đưa cái xài của nó từ miếng thôi, từ miếng thôi. Ờ, đổ luôn hết luôn đi. Xong rồi nóng lên xong rồi lấy ra lại. Tiếng đổ ghê quá, để vô nghe đổ ghê quá. Lỡ dùng từ nó nghe mệt quá, nó nhìn được cái lạc kỹ. Không có đâu, chỉ có đồ quét nào hết. Chuyện đồ là dần sao anh vậy không mà anh chậm chạp quá chỉ là quên lại sáu nó vô tâm rung rồi sao